Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Thế Giới Của Ẩn Sĩ sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cách tạo lập cho nền trộm siêu việt nhé. Thì để tạo cho nền trộm siêu việt này, đầu tiên các bạn phải có các biển trắng nè, bồn dừa đó qua xử lý nè, và đất sinh thái. Thì thật ra đất sinh thái này là dạng vi sinh khô nha mọi người, được nhập khẩu từ nước ngoài về. Và tỷ lệ trộn của bàn này chính là 5 cáo mụn bồn dừa, 1 phần đất sinh thái. Và đất sinh thái này á thì nhập khẩu thì giá thành rất là cao nhưng rất là đáng để sử dụng nhé. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị cái hồ trộn của mình nha. Thì cái hồ lọc này nó nằm trong một hệ thống hồ nuôi cua của mình, thì cái thước của nó là rộng 40, dài 30 và cao 20. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ bước vào cái hành trộn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ cho một phần mụn dừa đã qua xử lý vào đây. Và cái hồ này á thì mình vừa cho cát vào đúng là vừa chim mí 20 cái cát luôn, nhưng nếu mình để 20 cái cát vào thì nó quá chim mí, và những chú cua mình khi đào nó sẽ làm rớt cát rất là nhiều trong hồ thùng ngoài của mình, cho nên mình đã bớt ra 5 kg, đã còn 5 kg thôi. Và sau khi trộn xong thì nó như thế này đây. Rồi sau đó mình sẽ cho đất sinh thái vào, thì tỷ lệ trộn mình thấy ok nhất đó chính là 1 nắm đất sinh thái với lại 10 cái cát là ok rồi. Bạn nuôi nhiều hơn thì các bạn sẽ cho lượng đất sinh thái nó nhiều hơn tí xíu thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà đừng có cho nhiều quá cũng không tốt đó nha mọi người. Và cái hồ này của mình đó là nó nằm trong một cái hệ thống hồ nuôi cua ẩn sĩ của mình, nó giúp mình tạo ra một cái môi trường giống như một vòng tuần hoàn của tự nhiên cả, chứ nó không có phải là một cái hồ riêng biệt nhé. Thì các bạn có thể nuôi full cũng được, như bạn nuôi full hồ của bạn nuôi full cũng được, như bạn biết cách sớp. Bạn không biết cách sớp thì chú cua bạn đa số nó chỉ đào nó trốn thôi. Và cái hồ này thì thật sự mình cảm thấy rất phù hợp với mình thì mình đã áp dụng nó, và hôm nay mình chia sẻ tất cả mọi người nhé. Rồi ưu điểm của cái hồ này chính là trung bình khoảng 6 tháng mình mới thay một lần nếu mình nuôi số lượng nhiều nha. Còn nuôi mà chỉ chừng 3-4 con thì trung bình là khoảng chừng 5.5-2 năm thì bạn thay cũng không vấn đề gì cả. Và ưu điểm là vậy, nhưng khuyết điểm của nó chính là giá thành rất là cao, và điều quan trọng đó là không có bán lẻ. Nhưng mình muốn chia sẻ những điều tốt đẹp đó cho mọi người. Mọi người muốn mua và trải nghiệm thì mình sẽ chia sẻ mọi người về bán lẻ, cái shop bán lẻ để các bạn có thể mua về xài nhé. Rồi sau khi mình trộn xong rồi thì mình sạch ẩm, thì mình để đó 1-2 ngày gì đó. Lúc đó cho vi sinh nó phát triển rồi đó mọi người, thì mình xài nó sẽ tốt hơn. Và về cái số tiền thái thật ra nó có lâu rồi, nhưng mà mình chưa có, hình như trước đây mình cũng có làm nhưng mà thực sự về lý thuyết thôi. Thực hành thì hôm nay mình mới chia sẻ với cả mọi người, và mình hy vọng qua video này sẽ giúp cho mọi người bớt đau lưng hơn, và cũng bớt phải lo trong việc mà dọn hồ hơn nhé. Chúc mọi người có trải nghiệm thật tuyệt vời nhé.